Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút. Hôm nay thứ ba, ngày 27 tháng 9, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Thị xã Phú Mỹ tập trung giải ngân đầu tư công năm 2022. Trong 9 tháng năm 2022, vườn quốc gia Côn Đảo ấp nở và thả về biển hơn 122.000 cá thể rùa con. Bệnh viện Vũng Tàu cơ bản đảm bảo đủ thuốc men, vật tư y tế cho khám chữa bệnh. Đầu tiên là những thông tin tại huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, huyện Đất Đỏ hiện có 500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 1.750 nhân khẩu. Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Kết quả này có được là nhờ một phần đóng góp của người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Nhằm biểu dương, động viên tinh thần trách nhiệm đó, Ban dân tộc tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ đã đến thăm tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện. Đến thăm bà Võ Thị Mười ở thị trấn Phước Hải và ông Phạm Văn Hòa ở xã Phước Long Thọ, hai người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ đã thăm hỏi sức khỏe, ghi nhận, biểu dương những thành tích đóng góp của ông bà trong thời gian qua đối với sự ổn định phát triển của địa phương. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, những người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, tuyên truyền vận động bà con các dân tộc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước là cầu nối phản ánh tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương với các cấp chính quyền. Những năm gần đây, ngành nông nghiệp huyện Đất Đỏ đã tích cực xây dựng, duy trì các chuỗi liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 3 mô hình liên kết. Theo ghi nhận, bước đầu, các mô hình đã mang lại nhiều hiệu quả nhất định. Tham gia mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ rau sạch với công ty 4K Farm, 19 nông hộ huyện Đất Đỏ được công ty đầu tư 34 nhà màng và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Công ty còn liên kết với 26 hộ dân tại xã Phước Hội và Long Mỹ, tiêu thụ từ 120.000 đến 150.000 quả trứng một ngày. Công ty cổ phần thực phẩm Vĩnh Thành Đạt liên kết với 46 hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện để thu mua 40.000 đến 50.000 quả trứng một ngày. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời liên kết sản xuất trồng lúa vụ đông xuân và hè thu với diện tích 410 hectare. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện Đất Đỏ tiếp tục duy trì nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương. Ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ về vấn đề đầu tư công. Thưa quý vị, được tỉnh bố trí 807 tỷ đồng, thị xã Phú Mỹ là địa phương có nguồn vốn đầu tư công năm 2022 cao thứ hai sau thành phố Vũng Tàu. Tuy nhiên, qua gần 9 tháng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại thị xã Phú Mỹ rất thấp, mới chỉ đạt gần 34% kế hoạch vốn. Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn, cả hệ thống chính trị của thị xã Phú Mỹ đã và đang phải nỗ lực rất lớn, nhất là trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt bằng. Dự án đường quy hoạch S song song quốc lộ 51 là một trong những công trình trọng điểm của thị xã Phú Mỹ nhằm giảm tải cho quốc lộ 51. Dự án đi qua địa phận 3 phường Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Tân Phước với chiều dài hơn 6 km, tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng. Khởi công vào tháng 6 năm 2019, theo kế hoạch phải hoàn thành vào tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa nên đến nay dự án mới đạt 70% tiến độ. Thị xã Phú Mỹ đang tập trung vận động và quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành dự án vào tháng 12 năm nay. Thì hiện tại khó khăn của gói là đang là vướng mặt bằng. Nên là hiện điều phối đất thì đắp điều phối đất đắp nền đường không có được. Nên là cần là trong quá trình yêu mong là chủ đầu tư hỗ trợ để giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Tuyến đường này là đường trục chính tránh của quốc lộ 51 và đường là tải trọng lớn, ưu tiên cho những cái xe mà xe tải trọng nặng chở vật liệu xây dựng. Cho nên là tuyến đường này là một tuyến đường cực kỳ quan trọng. Đối với hai dự án khởi công mới trong năm 2022 có tổng vốn 195 tỷ đồng, chiếm khoảng 24% kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh đã bố trí, thị xã Phú Mỹ cũng đang tập trung hoàn thiện các thủ tục để khởi công trong tháng 10/2022. Hiện tại đối với những dự án mà không dưới mặt bằng thì đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ
Còn đối với dự án mà dưới mặt bằng hoặc là có một phần mặt bằng thì những dự án nào có một phần mặt bằng thì cũng đẩy nhanh những cái chỗ đã có mặt bằng. Còn trong thời gian thì vận động hộ dân để bàn giao tiếp, bàn giao bằng để đẩy nhanh cái tiến độ. Thị xã Phú Mỹ đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh bố trí cho thị xã đạt 93% trong tháng 10/2022 và hoàn thành 100% kế hoạch vốn trong năm 2022. Vì vậy, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đang kiên trì thấu đáo trong vận động, tuyên truyền, tập trung giải pháp để tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất là giải phóng mặt bằng trong tháng 9, tháng 10, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc về tiến độ, chất lượng các dự án chuyển tiếp, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục về đầu tư xây dựng đối với các dự án khởi công mới. Tiếp theo là những thông tin vừa ghi nhận tại huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Côn Đảo vừa tổ chức họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2023. Qua phúc tra đăng ký nguồn năm 2023, huyện Côn Đảo có 209 nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Từ kết quả phúc tra, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã xét duyệt lựa chọn 62 nam công dân đủ điều kiện khám tuyển sức khỏe. Theo chỉ tiêu được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao năm 2023, huyện Côn Đảo sẽ tuyển chọn bàn giao 20 nam công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 3 nam công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Từ nay đến cuối năm, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Côn Đảo sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, tổ chức quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi nhập ngũ, tổ chức khám sức khỏe đảm bảo số lượng chất lượng, phấn đấu tuyển chọn đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2023. Thực hiện dự án di dời, cứu hộ trứng và rùa con để phục hồi quần thể rùa biển tại Côn Đảo. Trong 9 tháng năm 2022, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã tổ chức ấp nở và thả về biển hơn 122.000 cá thể rùa con. Trong 9 tháng qua, có tổng số 2.510 tổ rùa biển được lực lượng Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo cứu hộ di dời về các hồ ấp nhân tạo. Lực lượng Kiểm lâm cũng thực hiện ấp nở thành công 1.586 tổ, thả về biển 122.867 cá thể rùa con, tổ chức bấm thẻ theo dõi 402 cá thể rùa mẹ lên các bãi biển Côn Đảo để làm tổ đẻ trứng. Ngoài ra, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo còn phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Côn Đảo Resort triển khai phương án phục hồi và bảo tồn bãi đẻ rùa biển tại bãi Đất Dốc. Trong 9 tháng qua, hai bên đã di dời về hồ ấp trứng rùa biển Đất Dốc 73 tổ với tổng số 5.686 trứng, đã nở 54 tổ, thả về đại dương 3.717 cá thể rùa con. Hoạt động bảo vệ rùa biển là một thành công nổi bật của Vườn Quốc gia Côn Đảo, đóng góp lớn cho công tác bảo tồn loài sinh vật biển nguy cấp quý hiếm trên thế giới. Ngoài ra, các điểm bảo tồn rùa biển cũng trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, thu hút nhiều du khách đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu, qua đó góp phần kích cầu phát triển kinh tế địa phương. Thưa quý vị, bến cá Hải Hà, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền từng bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi lượng lớn nước thải của các cơ sở chế biến hải sản, rác thải ven biển đổ dồn về. Thế nhưng một năm trở lại đây, tình trạng này không còn. Các bãi biển sạch đẹp hơn, người dân cũng được hưởng môi trường sống chất lượng hơn. Nghị quyết 05 của tỉnh ủy về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra mục tiêu tiếp tục khắc phục ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Thực hiện nghị quyết, tất cả các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực tạo dựng môi trường sống chất lượng và thị trấn Long Hải cũng đang nỗ lực để có môi trường xanh sạch đẹp. Bãi biển khu vực bến cá Hải Hà, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền vốn ngập rác và nước thải từ các trại chế biến hải sản. Một năm trở lại, dù trên bãi biển vẫn rải rác những ụ rác nhỏ, nhưng là rác từ đại dương dạt vào, và định kỳ hàng tháng, thị trấn Long Hải tổ chức cho người dân thu gom số rác này. Nếu mà tính với cái thời điểm những năm trước thì cái môi trường này nó không có được mà
sạch đẹp như bây giờ. Giờ có khi những người dân người ta ở gần cư trú gần đây chiều người ta đi xuống người ta tắm được. Chứ trước đây tắm là rác rồi không ai dám tắm. Chiều chứ sạch được. Bà con cô bác ta xuống ta ngầu theo biển người con cháu nó tắm vui vẻ chứ. Thẩm mỹ lắm chứ bộ. Mấy chú bữa nào cũng đi bộ chứ. Chiều kéo dốc đi vô kia đi về. Thu gom rác được chính quyền địa phương quan tâm càng tác động đến ý thức người dân. Hầu hết nhân dân trong khu vực xóa dần thói quen quăng rác xuống biển. Giờ thì có xe rác rồi thì người ta cũng già nào cũng là vô bịch vô bịch rồi để vô rồi hàng ngày người ta đi thu gom ở xe rác bự đó. Cách bữa người ta đi thu gom bữa nên như nó cải thiện từ từ nó sạch sẽ môi trường của mình. Sau nhiều nỗ lực của địa phương, các cơ sở chế biến hải sản quanh bến cá Hải Hà, chủ yếu là cơ sở nhỏ lẻ hoạt động trái phép đã dừng hoạt động. Tình trạng xả thải trực tiếp ra biển từ các cơ sở này cũng chấm dứt. Trên địa bàn thị trấn có 91 trại đã tạm ngừng hoạt động. Thì việc xả thải gây ô nhiễm môi trường ở đây cũng đã chấm dứt. Nên phần nào việc mà ô nhiễm môi trường về nước thải thì đã được cải thiện một phần do tất cả các trại đã ngưng hoạt động đảm bảo theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thì hiện nay địa phương cũng đang tiến hành rà soát rồi phối hợp với phòng kinh tế, phòng tài nguyên môi trường để cho kê khai để tổ chức di dời họ. Đến thời điểm này, môi trường bến cá Hải Hà cải thiện đáng kể, không còn cảnh nhếch nhác ngập rác và hôi thối. Tuy nhiên, tại thị trấn Long Hải vẫn còn điểm đen môi trường là khu vực ao Hải Hà. Theo nghị quyết 05 của tỉnh ủy về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hạnh phúc của nhân dân, trong đó chú trọng đến môi trường sống, những điểm đen môi trường của tỉnh tiếp tục được kiểm soát xử lý triệt để. Ao Hải Hà cũng hy vọng được xóa tên trong danh sách điểm đen ô nhiễm trong thời gian tới. Huyện Xuyên Mộc là địa phương tiếp theo được chuyển tải thông tin. Thưa quý vị, Ban tuyên giáo huyện ủy Xuyên Mộc phối hợp với Ban tổ chức huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng tháng 9 năm 2022. Hơn 70 quần chúng ưu tú của các xã thị trấn và khối cơ quan trên địa bàn huyện tham gia lớp bồi dưỡng. Trong thời gian 3 ngày từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9, quần chúng ưu tú huyện Xuyên Mộc được nghiên cứu khái quát lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu rèn luyện vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kết nạp đảng. Nhằm trang bị cho học sinh một số kỹ năng cơ bản cần thiết ở môi trường nước, góp phần giảm thiểu số trẻ em bị đuối nước, trường Trung học cơ sở Bương Riền, huyện Xuyên Mộc tổ chức lớp dạy bơi và kỹ năng an toàn nước cho hơn 100 học sinh khối 6. Kinh phí lớp học do Mạnh Thường Quân tài trợ. Trong thời gian 10 ngày, học sinh khối 6 trường Trung học cơ sở Bương Riền, huyện Xuyên Mộc được trang bị những kiến thức cơ bản của bơi lội và xử lý tình huống khi gặp đuối nước để có thể bảo vệ bản thân. Các em còn được thực hành sơ cứu người bị nạn, phương pháp cứu người khi gặp nguy hiểm trong môi trường nước. Dự kiến trong năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở Bương Riền sẽ tiếp tục mở lớp phổ cập bơi cho học sinh khối 7. Hiện 100% thủ tục hành chính được xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 9 năm 2022, bộ phận một cửa xã Hòa Long tiếp nhận hơn 4.000 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 94,72%. Trong số này có 24% hồ sơ giải quyết trực tuyến. Nỗ lực thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa tiếp tục nhân rộng các mô hình về cải cách hành chính như ngày không hẹn, chính quyền thân thiện vì dân phục vụ, 4 tại chỗ, giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Ghi nhận nỗ lực cải cách hành chính của xã Hòa Long, đoàn kiểm tra thực hiện cải cách hành chính thành phố Bà Rịa đề nghị xã tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện tiến độ những tiêu chí còn lại trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Rà soát sắp xếp vị trí việc làm công chức đúng chức danh, kiện toàn bộ phận một cửa. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị địa phương triển khai thực hiện tốt đề án chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 của người dân, đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ một cách khoa học.
Chuyển sang thông tin tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, sau thời gian thực hiện các giải pháp thu hút nguồn nhân lực như hỗ trợ tiền thuê nhà, tăng cường công tác đào tạo cho bác sĩ trẻ, Bệnh viện Vũng Tàu đã thu hút đáng kể đội ngũ bác sĩ về công tác. Đến nay, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Vũng Tàu đã đủ về số lượng, tuy nhiên chất lượng chưa đồng đều. Bệnh viện Vũng Tàu hiện có 130 bác sĩ, dư 13 bác sĩ so với biên chế được giao. Số dư này bệnh viện dự phòng để bổ sung kịp thời nếu có bác sĩ về hưu hoặc nghỉ việc. Trong số 130 bác sĩ có khoảng 1/3 bác sĩ trẻ, nhiệt tình năng động, được bệnh viện tuyển từ các trường đại học uy tín như Đại học Y Dược Cần Thơ, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh. Đội ngũ bác sĩ được bệnh viện luân phiên cử đi đào tạo, nâng cao trình độ, đáp ứng cho công tác khám chữa bệnh. Hiện nay bệnh viện Vũng Tàu đang cử 35 bác sĩ đi đào tạo ngắn hạn. Không những đảm bảo số lượng y bác sĩ phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Vũng Tàu còn cơ bản đáp ứng thuốc men, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh. Đây là thông tin được bệnh viện báo cáo với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong chuyến khảo sát tại bệnh viện để nắm bắt tình hình khám chữa bệnh và quản lý mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư trang thiết bị y tế. Theo báo cáo của Bệnh viện Vũng Tàu với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số lượng bệnh nhân đến khám bệnh ngoại trú giảm 40% so với thời điểm trước dịch COVID-19. Tuy nhiên, số bệnh nhân điều trị nội trú tăng lên, bệnh viện vẫn đảm bảo đủ lượng thuốc, chủng loại thuốc, vật tư y tế phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh. Những gói thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế được bệnh viện kịp thời ký kết với các công ty cung ứng sau khi hợp đồng kết thúc vào tháng 10 tới. Song song đó, suốt thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát nghiêm trọng, số lượng bệnh nhân ngoại trú và nội trú giảm nên nguồn thuốc, vật tư y tế chưa được sử dụng tại bệnh viện còn nhiều. Thì hiện tại bệnh viện cũng đã tiến hành ký kết hợp đồng với lại các công ty để mua sắm, để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Cái đấu thầu địa phương á, thì hiện tại bệnh viện cũng đã xây dựng danh mục thầu thuốc là cho năm 2023, năm 2024. Bệnh viện Vũng Tàu cũng đã trình bày những khó khăn đang gặp phải, như không được mua những mặt hàng khi chưa kê khai giá trên cổng thông tin, khiến nhiều trang thiết bị y tế không được sửa chữa kịp thời. Khó khăn trong thanh quyết toán bảo hiểm y tế. Nếu như không có giá mà không làm được dự toán thì không lập được kế hoạch lựa chọn nhà thầu, và như thế thì chúng ta không có tổ chức đấu thầu được. Và như thế thì nó ảnh hưởng đến công tác mua sắm. Thì ngay trong Bộ Y tế hai vụ khác nhau, vụ bên chỗ vụ quản lý dược thì có cái văn bản là yêu cầu các cái đơn vị là tự xây dựng hướng dẫn chẩn đoán điều trị dựa trên các cái văn bản hướng dẫn của Bộ, cộng với lại cho phép tham khảo các cái hướng dẫn chẩn đoán có uy tín từ các trang của nước ngoài. Thế nhưng mà đến cái phần vụ bảo hiểm xã hội thì lại chỉ cho phép thanh quyết toán dựa theo cái hướng dẫn chẩn đoán của Bộ Y tế. Thì cái này là cái điểm chúng tôi kêu rất là nhiều năm rồi, nhưng mà chưa đâu giải quyết được cái này. Bệnh viện Vũng Tàu kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất Bộ Y tế ban hành danh mục hóa chất, vật tư phải kê khai giá, làm rõ tính pháp lý của giá hàng hóa được kê khai. Bộ Y tế cần phải công khai giá các mặt hàng y tế trên cổng thông tin. Thưa quý vị, với trái tìm ấm áp, biết quan tâm sẻ chia đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, một nhóm học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Vũng Tàu đã chung tay thực hiện một hoạt động nhân văn, tuổi nhỏ việc nhỏ, phù hợp với lứa tuổi của mình. Nghĩa cử đẹp của các em đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của nhiều người, qua đó lan tỏa hơn nữa những hành động đẹp, giàu ý nghĩa trong cộng đồng xã hội. Vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần tại công viên đường sách Vũng Tàu, có một gian hàng bán các mặt hàng phụ kiện quà lưu niệm handmade của một nhóm học sinh cấp 3 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Gian hàng tuy nhỏ nhưng thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi thông điệp nhân văn, bán hàng gây quỹ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đối với lại bọn em thì bọn em cũng chưa có khả năng kiếm ra tiền, nên là bọn em quyết định là sẽ sử dụng những cái kỹ năng mềm của bọn em như là làm đồ handmade để mà bọn em bán hàng, bọn em đổi lấy tiền và đổi lấy những cái cuốn sách, cuốn tập cho các bạn để các bạn cũng có thể vui vẻ đến trường. Hoạt động bán hàng gây quỹ ủng hộ bạn nghèo được nhóm gồm 7 học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn ấp ủ từ lâu và chính thức thực hiện từ giữa tháng 8 năm 2022. Các thành viên trong nhóm tận dụng các sản phẩm đã qua sử dụng nhưng còn mới của gia đình mình như là sách báo, que kem, chai lọ,
rồi tự tay sáng tạo ra các sản phẩm, quà lưu niệm, phụ kiện các loại. Khách đến với gian hàng này không chỉ để mua những món hàng dễ thương, hữu dụng, mà còn với mong muốn được đóng góp chút tấm lòng giúp các bạn trẻ gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo khó. Thì em thấy cái chương trình này rất là có tính cộng đồng, và nên là em tới đây em ủng hộ để có thể góp quỹ giúp cho mọi người khó khăn. Chúng em sẽ làm vòng tay, vòng đeo cổ và những cái đồ cột tóc, những cái món đồ bằng giấy và ống hút có thể tái chế lại. Và em cảm thấy là những món đồ đó nó rất là ý nghĩa và cũng có thể giúp chúng ta bảo vệ môi trường. Tụi em sẽ sắp xếp thời gian giữa các buổi học, xen lẫn giữa việc học và việc làm cái này, vừa để giải trí mà cũng vừa để có nguồn hàng để tiếp tục trong năm. Ngoài bán hàng trực tiếp tại công viên đường sách Vũng Tàu, nhóm còn bán hàng online. Chỉ một tháng hơn 1.000 sản phẩm đã được bán và nhóm thu về lợi nhuận gần 15 triệu đồng. Toàn bộ số tiền các em mua tập trắng, dụng cụ học tập và chuyển về thành đoàn Vũng Tàu để trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp năm học mới và Tết Trung Thu vừa qua. Mình có thể nâng cao cả kỹ năng mềm của bản thân là làm việc nhóm cùng với mọi người, đó là mình sẽ hợp tác lại với nhau. Và em cảm thấy là thứ nhất mình có thể mang đến một cái điều tốt lành cho tất cả các bạn học sinh khó khăn, và mình lại có thể trao dồi kinh nghiệm cho bản thân cũng như là có cơ hội làm quen với nhiều bạn khác nhau. Hoạt động của các bạn tuy rất là nhỏ nhưng mà đã truyền thêm rất là nhiều cái tinh thần cũng như ngọn lửa để cho các bạn mà có hoàn cảnh khó khăn có động lực để đến trường. Qua những cái hoạt động như vậy thì cũng lan tỏa đến các bạn học sinh trên toàn thành phố cái sự chia sẻ cũng như là hỗ trợ với các trường hợp còn khó khăn để các bạn có thể cùng nhau đến trường. Tuy giá trị món quà không lớn, nhưng dự án giúp bạn nghèo của học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tình cảm cũng như trách nhiệm của các em đối với cộng đồng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi sự đóng góp cho cộng đồng dù là nhỏ nhưng đều mang ý nghĩa và đáng quý để xã hội này thêm tốt đẹp, giàu tình thương. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.